tỳ kheo ấy không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp và luật này. Và này các tỳ kheo nào không lừa đảo, không lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, không ngoan cố, khéo định tĩnh, này các tỳ kheo ấy là đệ tử của ta. Này các tỳ kheo ấy không rơi khỏi pháp và luật này. Và này các tỳ kheo ấy đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp và luật này. Lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm và buông thả, hỗn hào không định tĩnh, những hạng người như vậy không lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng, không lừa đảo lắm mồm, không trang nghiêm trang và bình tĩnh, ngoan không ngoan cố khéo định, họ lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng. Kính cảm ơn Linh Vatthana đã post bài. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Tá Cá, chương 4, 4 pháp, phẩm 1, bài 108 La Mã. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào lừa đảo, ngoan cố, lắm mồm, lắm miệng, buông thả, hỗn hào, vô lễ, không định tĩnh. Này các tỷ kheo ấy không phải là, không phải đệ tử của ta. Này các tỷ kheo ấy rơi khỏi pháp và luật này. Và này các tỷ kheo ấy không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp và luật này. Và này các tỷ kheo nào không lừa đảo, không lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, không ngoan cố, khéo định tĩnh. Này các tỷ kheo ấy là đệ tử của ta. Này các kheo ấy không rơi vạt, rơi khỏi pháp. Này các tỷ kheo ấy không rơi khỏi pháp và luật này. Và này các tỷ kheo ấy đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp và luật này. Lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm và buông thả, hỗn hào không định tĩnh, những hạng người như vậy không lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh đẳng, được bậc chánh giác giảng, không lừa đảo lắm mồm, nghiêm trang và bình tĩnh, không ngoan cố khéo định, họ lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng. Dạ, cảm ơn huynh. Dạ, sa thu lành thầy Xích Tà Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tôn nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được đọc Kinh Tiểu Bộ Y Tí Bút Ta Cá, chương 4, 4 pháp, phẩm 1, bài 108 La Mã. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào lừa đảo ngoan cố, lắm mồm, lắm miệng, buông thả hỗn hào, vô lễ không định tĩnh. Này các tỷ kheo ấy không phải đệ tử của ta. Này các tỷ kheo ấy rơi khỏi pháp và luật này. Và này các tỷ kheo ấy không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp và luật này. Và này các tỷ kheo nào không lừa đảo, không lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, không ngoan cố, khéo định tĩnh, này các tỷ kheo ấy là đệ tử của ta.
Này các tỳ kheo, các tỳ kheo ấy không rơi khỏi pháp và luật này. Và này các tỳ kheo ấy đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp và luật này. Lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm và buông thả, hỗn hào không định tính, những hạng người như vậy không lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác chẳng, không lừa đảo lắm mồm, nghiêm trang và bình tĩnh, không ngoan cố khéo định, họ lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng. À, Nam mô Bụt Tha Gia, con xin được xuống mic. Và bây giờ Phát Thanh La chỉ xin được nhận mic lại cho Xích Nhật Huỳnh thôi. À, kính mời Xích Nhật Huỳnh nhé. Dạ, sa thú kính cảm ơn Quỳnh Quát Thả Na. Dạ, cảm ơn Sức Trần Đông, Sức Hoa Nguyệt, Châu Tu Nữ Tị Duyên, Châu Phan đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính lãnh lễ Thượng Tòa Pháp Tân vừa quan lâm vào, cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào Đạo Tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô Tu Nữ. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin được ôn bài Tiểu Bộ Kinh. Dạ, cảm ơn Quỳnh Giáo Thanh Á cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Y Chí Bút Tá Cá, chương 4 Môn Pháp, phẩm 1, bài 108 La Mã. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo nào lừa đảo, ngoan cố, lắm mồm, lắm miệng, buông thả, hỗn hào, vô lệ, không định tĩnh. Này các tỳ kheo ấy không phải đệ tử của ta. Này các tỳ kheo ấy rơi khỏi pháp và luật này. Và này các tỳ kheo ấy không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp và luật này. Và này các tỳ kheo nào không lừa đảo, không lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, không ngoan cố, khéo định tĩnh. Này các tỳ kheo ấy là đệ tử của ta. Này các tỳ kheo ấy không rơi khỏi pháp và luật này. Và này các tỳ kheo ấy đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp và luật này. Lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm và buông thả, hỗn hào không định tĩnh, những hạng người như vậy không lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng, không lừa đảo lắm mồm, nghiêm trang và bình tĩnh, không ngoan cố khéo định, họ lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, con thấy còn sớm mấy phút, không biết hành kiểm có thể ôn bài được không hành kiểm ơi? Alo, hành kiểm có ôn bài được không, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à? Vậy là hành kiểm không ôn bài được rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô Tu Nữ Tị Duyên, Xích Rạng Đông, Cẩm Vân và Quỳnh Quách Thanh Á đã hoan hỷ ôn bài Tiểu Bộ Kinh 108 La Mã. Dạ, kính mạch Thượng Tòa Pháp Thánh Tân, con đã thấy sư vào room sớm rồi. Chúng con có thể thỉnh Pháp Sư. Dạ, cảm ơn hành kiểm rất là nhiều. Dạ, con có thể thỉnh Pháp Sư sớm mấy phút không, bạch Sư? Nếu được, Sư cho con một tín hiệu. Con không biết Sư có ở trước máy không? Dạ, chúng con có thể cung thỉnh Pháp Sư sớm chút không, bạch Sư? Dạ, thấy Sư không có trước máy Sư. Dạ, cha thú, con thành kính tri ân Sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi Đạo Tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Đà Ha Sa. Nam Mô
Tại sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa namo Tại sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui Tam thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi Biết lòng mở đạo dạy đời vượng lộc gia ngày dời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy trinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hô dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ân khổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian Bởi những cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp Nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chứng nghi Tối mê cầu được trí trí vẹn toàn Nam mô Bích Tha Giá và Đạo Tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ và con xin sám hối. Cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Dạ, con xin phép trước khi xin thượng tọa pháp thân lên giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Kinh Tiểu Bộ Y Tí Bút Tá Cá chương 4 pháp phẩm 1, bài 109. La Mã Đề Ca Tỳ Kheo, ví như có người bị dòng sông cuốn trôi, dòng sông đẹp đẽ dễ thương, người có người có mặt đứng trên bờ người ấy nói rằng: Này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp đẽ dễ thương, nhưng ở dưới kia có một cái hồ đầy sóng và nước sói, đầy cá sấu và quỷ dạ so. Nếu ông đến chỗ ấy, ông sẽ bị chết, hay đau khổ, gần như chết. Rồi người ấy sau khi nghe tiếng người kia liền với tay và với thân bơi ngược dòng. Này các tỳ kheo, ta ví dụ này là để giải thích ý nghĩa. Ở đây ý nghĩa như sau. Dòng sông này các tỳ kheo là đồng nghĩa với ái. Sắc khả ái dễ thương này các tỳ kheo. Là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới này các tỳ kheo là đồng nghĩa với năm hạ phần. Kiết sử sống này các tỳ kheo là đồng nghĩa với phẫn nộ ưu não. Nước sói này các tỳ kheo là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu với quỷ dạ so này các tỳ kheo là đồng nghĩa với đàn bà ngược dòng. Này các tỳ kheo là đồng nghĩa xuất ly, tinh tấn với tay, với chân là đồng nghĩa với tinh cần, tinh tấn. Người có mắt đứng trên bờ, này các tỳ kheo là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cùng với sự đau khổ, hại từ bỏ các dục, mong cầu trong tương lai an ổn khỏi khổ ách, với chân chánh hiểu rõ, tâm khéo được giải thoát. Tại đấy, ở đây, cảm xúc được giải thoát. Vị ấy đạt hiểu biết, phạm hạnh được thành tựu đến tận cùng thế giới. Đến được bờ bên kia, vị ấy được gọi vị. Và bạn chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thân. Từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ,
Hôm nay có lẽ là cái đường nét mấy hai hôm nay thấy đỡ. Cái gì nghe rõ là tốt rồi. Yeah. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Thaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Dạ. Cái bài học hôm nay đó, cái lý pháp, chi pháp cũng rất là nhiều. Cho nên trong cái sự ý định sắp xếp của chúng tôi đó là giảng làm hai buổi học. Chứ không thể nào mà giảng một buổi học hết cái hôm nay. Cho nên có lẽ là chúng tôi chỉ giảng đến cái ý nghĩa của cái hồ ở dưới nước tới đó thôi. Còn mấy cái chi pháp sau, có nghĩa là chúng tôi sẽ giảng từ ở cái ý nghĩa của ái, ý nghĩa của sáu nội xứ và ý nghĩa của cái hồ nước ở dưới nước đến đó thôi. Còn lại là phẫn nộ, ái dục, ý nghĩa của cái dòng nước xoáy, dòng nước xoáy, cá sấu, giò xoa, là ngược dòng nước, cũng như là cái sự tinh tấn bằng tay chân. Đó là mấy cái ý nghĩa sau chúng tôi sẽ giảng, vì rất là nhiều cho nên là không thể giảng hết trong một cái thời gian cho phép mà chúng ta sẽ học hết cái bài học hôm nay. Cho nên để cái thời gian đó chúng ta sẽ chia cái bài học này, cái bài kinh hôm nay trở thành hai cái buổi học. Từ hồi khoảng 2 năm nay, từ bắt đầu là chúng tôi giảng cái kinh này đó thì cả 2 năm nay rồi. Hôm nay là gặp cái bài này rất là dài, bài rất là dài, nhiều cái chi pháp. Trước khi giảng bài học hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt trước khi chúng ta bắt đầu học bài học này. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahang Buddhang Phakavantang Apiwa Đề Mi Nhất Tâm Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Soa Khá Tô Phakavata Tham Mô Tham Măng Nắc Mạc Sa Mi Nhất Tâm Đảnh Lễ Giáo Pháp Do Đức Thế Tôn Khéo Thuyết Giảng Đạo Chuyển Mê Khai Ngộ Ly Khổ Đắc Lạc Thiết Thực Hiện Tiền Vượt Thời Gian Đến Địa Chứng Ngộ. Subhati Bano Phagavato Sawakasanko Sankhan Namasami Nhất Tâm Đảnh Lễ Chư Hiền Thánh Tăng Các Ngài Đã Đắc Quả Thánh hoặc Còn Phạm Là Mô Phạm Của Quần Sinh Là Phước Điện Của Chư Thiên Và Nhân Loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo Giang Hộ Cho Chư Tôn Đức Quý Cô Tu Nữ Quý Thiện Nam Tín Nữ Luôn Được Sự An Lạc. Mô Buddhaya. Cảm ơn cô Rạng Đông, cô Tu Nữ Tuệ Duyên, cô Nhật Quỳnh. Ở đây đó thì trong cái bài học này Đức Phật Ngài nói đến những cái ẩn dụ mà qua đó là những cái lý pháp mà chúng ta sẽ sắp sửa tìm hiểu cái lý pháp trong cái bài học hôm nay. Đức Phật Ngài dạy rằng các vị tỳ kheo đó là cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài nói, cái người tu của chúng ta nói chung và các cái vị tỳ kheo nói riêng, thì Đức Phật Ngài nói là giống như một cái người mà chúng ta phải bơi ngược cái dòng nước, lội ngược cái dòng nước. Dòng nước ở đây chúng ta có thể hiểu rằng đó là một cái dòng chuyển hóa trong sanh tử luân hồi.
sanh tử luân hồi. Thì cái từ mà gọi là chữ sankhasara, gọi là bánh luân hồi, luân có nghĩa là bánh xe, hồi là trở lại, hồi là trở lại. Và nếu như chúng ta nói rằng cái bánh xe đó là một cái điểm khởi, và nó là điểm khởi đầu, rồi nó cũng không, rồi nó đi đến kết thúc, rồi nó lại khởi đầu trở lại, tức là ý muốn nói đến là sự luân hồi bởi giống lý duyên khởi, tức là do có pháp này cho nên có pháp kia. Và nếu như chúng ta để ý kỹ đó, là chúng ta sở dĩ bị trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi này nè, nó bắt nguồn từ ở cái tha mái. Mặc dù giáo lý duyên khởi đó thì Đức Phật dạy rằng ba cái nhân để đợi gọi là cái phiền não đó, thì đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Nhưng mà chính cái tham ái, tức là chỉ cho ái, đây là chỉ cho dòng sông đó, thì ở đây đó có thể nói rằng chúng ta sở dĩ luân hồi ở trong tam giới đó, thì bắt nguồn từ ở cái ái đó. Ái ở đây đó là sự ưa thích, sự ham muốn, sự tầm cầu, tầm cầu. Mà có thể nói rằng ưa thích cái gì, ham muốn cái gì và tầm cầu cái gì. Ưa thích là ưa thích đến ái dục, ưa đích sinh, hướng hữu ở trong tương lai. Sự tầm cầu cũng là sự tầm cầu sự hiện hữu, tầm cầu bởi dục, tầm cầu bởi sự sân hận, tầm cầu bởi cái sự não hại. Những cái tầm cầu đó là tầm cầu của bất thiện, tầm cầu của bất thiện. Như vậy thì một người mà luân hồi sanh tử đó, là từ ở cái, nếu mà mình nói đến cõi để tái sanh đó, thì đó là tầm cầu ở trong dục, kama tanha, kama tanha. Rồi đó là cầm cầu ở trong cái cõi sắc, tức là rupa tanha. Rồi là tầm cầu ở trong cõi vô sắc, tức là mình mong muốn có mặt ở trong cõi vô sắc, là arupa tanha. Như vậy thì bắt nguồn từ ở cái tham ái đó. Còn nếu mà nói rằng ái là chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi này, là nó từ ở cái kamaraga, tức là dục ái. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái ái đó chính là cái dòng sông, được Đức Phật này ẩn dụ, ví dụ cho là một dòng sông. Dòng sông, ái chính là dòng sông. Mà dòng sông là khiến cho chúng sanh luân hồi sanh tử ở trong tam giới sắc và vô sắc. Cho nên đối với đạo Phật đó, đạo Phật không có sự giải thích. Đức Phật chúng ta đó là không có giải thích là tại mình có sự hiện hữu ở trên cuộc đời này là được sự ân sủng của một đấng tối cao nào đó, như một số tôn giáo đã đề cập. Ví dụ như chúng ta thấy Thiên Chúa giáo thì người ta cũng là một tôn giáo độc thần. Người ta quan niệm có Đức Chúa Trời. Rồi Hồi giáo là một tôn giáo cũng lớn ở trên thế giới này, quan niệm là được sanh ra là bởi Thánh A-la, ví dụ vậy. Rồi tôn giáo đa thần là Ấn Độ giáo, là người ta quan niệm rằng sở dĩ được sanh ra là bởi một đấng sáng chủ, đó là đấng Phạm Thiên Brahma. Như vậy thì đấng sáng tạo đó đã sanh ra. Nhưng mà đối với Phật giáo thì Đức Phật không cho rằng là cái sự hiện hữu của chúng ta là một sự ân sủng của một đấng sáng tạo, bất cứ một đấng sáng tạo đó là tên gì, mà là do có cái này cho nên có cái kia.
Vì vậy cho nên là Phật dạy cho chúng ta là thuyết về giáo lý duyên khởi để mô tả rằng tiến trình sanh tử luân hồi của chúng ta đó, bắt nguồn từ ở nơi phiền não, bắt nguồn từ ở nơi hành động của chúng ta, và bắt nguồn chúng ta sở dĩ có những cái nguyên nhân như vậy, cho nên là có cái kết quả, có cái kết quả là chúng ta có cái quả của luân hồi, tức là chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, có sự cảm thọ, có sự hiện hữu của thân ngũ uẩn tứ đại gì đó, rồi chúng ta có sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não. Đó là hệ quả của gì, của tham ái, hệ quả của một hành động, hệ quả của hành động. Như vậy thì ở đây Đức Phật ví dụ rằng là cái dòng nước xoáy, xin lỗi, Đức Phật này ví dụ rằng cái dòng sông chính là ái, ái, và nó luôn luôn trôi chảy, và nó hiện hữu ở đâu thì ái có mặt ở đó, và ái có mặt ở đâu thì chúng ta đều có cái sự đau khổ ở đó. Và dòng sông, cái người tu của chúng ta là cái người tu giống như là một cái người bơi ngược dòng sông, bơi ngược dòng nước. Bởi vì nếu chúng ta mà đứng lại đó thì sẽ bị cuốn trôi. Cuốn trôi gì? Cuốn trôi trong sanh tử luân hồi. Cuốn trôi trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà nếu như chúng ta có cái sự nỗ lực tinh tấn đó, thì chính chúng ta là những người, là những người người mà bơi lội thật giỏi đó, thì chúng ta cố gắng vượt lên những cái dòng nước xuôi theo đó. Chúng ta vẫn phải ngược cái dòng nước, tức là cuộc tu chúng ta là không có thuận mà nghịch, nghịch theo cái dòng nước đó. Ở ngoài theo dòng sanh tử luân hồi thì người ta thuận thế theo cái gì đó, theo cái gì đó tự nhiên của cuộc đời này. Nhưng mà đối với người tu là đi ngược lại. Đi ngược lại là sao? Thay vì người ta tham dục, người ta mặc tình cho ái sanh khởi, mặc tình cho ái nó sai sử, mặc dù là người ta có thể bị nô lệ cho tham ái, nhưng mà cái người tu á, thì phải vượt ra khỏi những cái đó, tức là không chịu cái sự tác động của tham ái. Thì ở đây Đức Phật ngài ví dụ một cái hình ảnh ẩn dụ mà cho chúng ta biết rằng cái dòng nước ở đây chỉ cho cái tham ái. Mà tham ái á, trước nhất á, là nói đến cõi á, thì liên quan đến dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Còn nếu mà nói đến cái sự tham nhiễm, chữ tanh ha, tham nhiễm ở trong, tham nhiễm ở trong cái, chính cái tham ái đó, thì cái dòng sông này chính là chỉ cho thầm kamaraga là dục ái, hay hoặc là chữ tanh ha, tức là chỉ cho tất cả sự mong muốn, tầm cầu và hiện hữu, mong muốn hiện hữu ở trong cuộc đời. Ví dụ như bây giờ nè, chúng ta nghĩ là cái thân người là hiểu trong một cách nào đó, cái thân người là khổ, cái thân người là khổ. Rồi mình muốn mong muốn rằng ở một kiếp tương lai nào đó chúng ta được sáng lạng hơn, được hanh thông hơn, được suôn sẻ hơn, thì chúng ta sanh ở cõi trời. Nhưng mà cái đó đó, những cái động, cái đó là cái động cơ bởi cái ái của chúng ta, bởi cái tham ái của chúng ta. Bởi vì chính cái ái đó đó, chữ tâm ha đó, thì nó khiến cho chúng ta phải có cái sự hành động để tạo tác ra, để rồi chúng ta hiện hữu ở trong cái ý muốn, ở trong những cái cảnh giới mà mình mong muốn. Cho nên ở đây đó là cái ý nghĩa thứ nhất là chính cái tham ái. Và cũng chính cái tham ái này á, khiến cho người ta phải khổ. Khổ là sao? Như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy là tâm tanh ha ya cha và ti so cô, tanh ha ya cha và ti pha văn, tanh ha ya na vip và quất tá sát nát ti so cô cú tô pha văn. Có nghĩa là chính, có nghĩa là gì? Tham ái sinh ra sầu ô, tham ái sinh ra lo sợ.
ai dứt trừ tham ái, không sầu, không sợ hãi. Cho nên chính cái ái đó khiến cho mình phải sầu, phải sợ. Bao nhiêu cái sự bồn chồn ở trong cuộc đời này, bao nhiêu cái sự hụt hẫng trong cuộc đời này, bao nhiêu cảm thọ đau lớn lớn trong cuộc đời này, cảm thọ từ thể chất cho đến tinh thần của chúng ta, chúng ta đau đớn khổ đau đó cũng bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra. Cho nên ở đây đó, cái ý nghĩa thứ nhất mà Đức Phật ngài ví dụ rằng cái một vị, khi mà có một cái người nói rằng chính con mắt của mình thấy. Mắt ở đây chúng ta có thể hiểu đó là cái trí tuệ. Cái trí chúng ta hiểu rõ đời sống luân hồi là như vậy. Và đạo Phật dạy cho chúng ta sở dĩ có cái này cho nên có cái kia, do có cái kia cho nên là có cái nọ, vân vân. Cái này là làm cái pháp trợ tạo, cái kia là cái pháp bị tạo, tức là năng và sở. Ví dụ như là do có vô minh là pháp trợ tạo để cho khiến cho cái hành động, mà hành động sở dĩ có là có vô minh, cho nên cái mà trợ tạo và cái bị tạo, bị tạo tức là cái pháp sau đó. Như vậy thì ở đây đó Đức Phật dạy rằng cái dòng sông này chính là tham ái. Cái ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai mà ở đây muốn nói đến đó, Đức Phật ngài nói rằng sắc khả ái dễ thương này các kheo đồng nghĩa với sáu nội xứ là gì? Sáu nội xứ tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy là tâm của chúng ta. Mắt thì thấy cảnh sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm, ý thì suy nghĩ. Cho nên nếu nói sáu ngoại xứ thì phải có sáu nội, xin lỗi, nếu nói có sáu nội xứ thì sẽ nói đến sáu ngoại xứ, tức là sáu nội xứ tức là sáu căn của chúng ta. Bình thường thì sáu căn nó không phải là gì, nhưng mà do tập nhiễm của phiền não đó cho nên là nó sinh ra là mắt khả ái khả lạc khả hỷ, tai khả ái khả lạc khả hỷ, mũi khả ái khả lạc khả hỷ, lưỡi khả ác khả ái khả lạc khả hỷ, thân khả ái khả lạc khả hỷ, rồi ý khả ái khả lạc khả hỷ. Như vậy thì khi mà mắt thấy sắc đẹp, tiếng thay hay, mùi thơm vị ngon, xúc lạc á, thấy các cái ngoại sắc, ngoại ngoại xứ ở bên ngoài, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp đó, thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh, từ đó sinh ra ái. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng sáu căn phát ái dục ra cũng như giống cỏ ma la một tràng. Tức là một người mà mình không có tu tập á, mình thuận theo cái gì đó, cái thế thường của cuộc đời này và bị chi phối của tham ái á, thì chính sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, và khi mà tiếp xúc với sáu trần thì tự động phát ra ái. Cho nên nếu mà nói chúng sinh á, thì được tồn tại dưới dạng 12 xứ, tức là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, hay là chúng sanh được hình thành bởi 18 giới, tức là 6 nội xứ, 6 giới nội ở bên trong, 6 nội giới, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, thì ở bên ngoài có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, rồi đó là nhãn thức, nhĩ thức, nhãn thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới, vân vân.
Thì nếu mà nói chúng sanh tồn tại dưới dạng 18 xứ, 18 giới, 18 giới cũng là một chúng sanh. Cho nên cái việc mà khi mà mắt thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ, từ đó mới là cái phiền não nó sanh lên. Phiền não nó sanh lên. Cho nên nếu mà cái người không có tu thì quý vị thấy rằng mình để buông xuôi chứ, rồi phiền não nó cũng tùng theo đó. Phiền não cũng tùng theo đó mà sanh lên cái ái nhiễm, cái thích thú. Mà khi mà một khi mà chúng ta căn mà tiếp xúc với trần cảnh mà chúng ta không có tu tập, không có chánh niệm, bởi vì người chánh niệm là thấy cũng chỉ biết là thấy thôi, nghe cũng chỉ biết là nghe thôi, ngửi cũng chỉ biết là ngửi, nếm cũng chỉ biết là nếm, xúc chạm cũng chỉ biết là xúc chạm, và suy nghĩ cũng chỉ biết là suy nghĩ, chứ không có phải là để rồi phân biệt là nhân ngã bỉ thử gì ở đây. Cho nên là trong kinh nói rằng là gì, là khi mà mình tiếp xúc với trần cảnh thì mình nó cho rằng cái đó là khả ái, khả lạc, khả hỷ, rồi từ đó chúng ta mới chấp rằng là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy nghĩ. Thì khi mà mình có một cái suy nghĩ đó thì cái tôi của mình đã có trong đó rồi, đã có trong cái suy nghĩ của mình, trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái suy tư của mình rồi. Cho nên nó mới từ đó mới thường là do tha mái, cho nên mình thấy nó là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Hay Đức Phật ngày nói rằng đó là một trong những cái gọi là thuận cảnh. Thuận cảnh tức là mình thấy nó hấp dẫn quá đi, nó hấp dẫn bởi mắt thấy nó đẹp. Cho nên nếu mà mình nhìn với sự thật, là nhìn với cái người mà có chánh niệm thì mình thấy rõ rằng ở đây nè, nếu chúng ta có căn mà không có cảnh thì cũng không thấy đâu, không hình thành được sự thấy. Và có căn có cảnh mà không có tâm nương gá vào đó, không có nương gá vào mắt để hình thành nhận thức đó, thì chúng ta cũng không thể thấy được, không thể thấy được. Cho nên nếu mà chúng ta chấp rằng cái đó là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, nó nếm đụng, thì nó không có ở trong đó. Nó không có cái tôi thực thụ đơn thuần, bất di bất dịch trong đó. Mà thông qua đó, với một người có chánh niệm, thấy cũng chỉ biết là thấy. Nếu không có hợp các cái thành phần này còn lại đó, không có hợp các cái thành phần này lại đó, thì không thể nó hình thành được một sự thấy. Bởi vì nếu chúng ta có mắt mà không có cảnh sắc thì chúng ta cũng không thấy. Và nếu có cảnh sắc và có con mắt, tức là có hệ thần kinh, có đầy đủ thần kinh rồi, có nếu không có cái thức sanh khởi ở trong con mắt để hình thành được sự thấy thì chúng ta cũng không thể thấy. Mà nếu gom ba cái thành phần này lại, các cái thành phần mà phụ thuộc nó để hình thành nên một sự thấy đó, thì không có cái tôi, cái ta trong đó. Cho nên chính vì vậy cho nên là chúng ta mới sinh ra cái thường là sinh ra cái ái, tức là cái thích thú. Thích thú bởi mắt thấy, thích thú bởi tai nghe, thích thú bởi ngửi mũi, mũi ngửi, thích thú bởi lưỡi nếm, thích thú bởi thân xúc chạm, thích thú bởi cái tâm mình suy nghĩ miên man, những cái điều gì mà mình cho là hấp dẫn, cho là hấp dẫn. Nhưng sự thật ra đó thì cái cảnh này đó nó cũng vô thường, cái thấy này cũng là biến đổi thay đổi, cái nghe này cũng biến đổi thay đổi, nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ nó cũng biến đổi thay đổi, nó không thể nào mà nó đứng yên một chỗ, không thể nào trụ yên một chỗ. Cho nên với người mà tu tập á, là thấy trong cái chỉ thấy vậy thôi. Nếu mà chúng ta có một cái chánh niệm chút á, thì chúng ta thấy nó luôn luôn thay đổi, đó là vô thường, bản chất của nó là vô thường. Cả cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đó, vân vân, thì cái đó nó cũng là vô thường. Rồi chúng ta nhìn lại đó, vạn vật trên cuộc đời này, cái cảnh mà chúng ta nhìn đó, dù là các cái nhà thơ,
nhìn về cảnh vật rồi mô tả lên những cái lời lẽ thật ra là mượt mà sống động để tả lên cái sự cảm nhận của mình về cái bài thơ đó, về cảnh vật đó. Nhưng mà rồi đó thì cái cảnh vật đó nó cũng là biến đổi. Cảnh vật đó đó nó cũng không thể nào đứng yên. Và nếu như chúng ta chấp vào đó thì chúng ta sẽ bị khổ. Khổ sao? Cái mà chúng ta thích thú mà tự nhiên nó bị mất đi, nó thay đổi đi, là tạo trong tâm lý của chúng ta là sự hụt hẫng. Tạo ra tâm lý chúng ta bị sự hụt hẫng. Và khi mà tạo ra tâm lý của chúng ta hụt hẫng thì nó sinh ra một cái trạng thái ở tâm là khó chịu. Khó chịu. Bây giờ này chúng ta thấy rằng chúng ta sống trong cảm thọ, có phải không? Sống trong cảm thọ có nghĩa là hàng ngày đó là sáng thớm thức dậy chúng ta chưa ăn gì hết, mà bây giờ ăn vô thì chúng ta thấy là thỏa mãn thích thú. Ăn vô, nạp năng lượng vô thì chúng ta thấy là thỏa mãn thích thú. Rồi là chúng ta ăn no quá thì cũng không phải là gì hấp dẫn, mà ai bắt chúng ta ăn mà trong một cái trạng thái ở cái thân của chúng ta rất là no nê thì chúng ta cũng không có hấp dẫn gì nữa, thậm chí chúng ta khó chịu nữa. Rồi chúng ta thiếu ngủ, chúng ta thiếu ngủ mà chúng ta được ngủ là hạnh phúc, nhưng mà rồi chúng ta ngủ nhiều quá mà bắt ngủ nữa thì không thể nào đó là hạnh phúc. Cho nên là cái hạnh phúc nó chẳng qua là thay đổi những cảm giác khác, thay đổi những cảm giác khác nhau mà thôi. Cho nên là chúng ta cảm thấy đó là sự thỏa thích, sự hạnh phúc. Cho nên cái sự thỏa thích và hạnh phúc đó mà nó đến với mình rồi một chốc lát nó mất đi thì đó là vô thường. Và trong một cái trạng thái nếu mà chúng ta cảm thấy hụt hẫng thì cái tâm của mình nó cảm thấy khó chịu. Đó là trạng thái của tâm sân. Trạng thái của tâm sân. Cho nên là chúng ta thấy lại cái nội tâm của mình dường như là chúng ta sống một ngày này, là ở trong những cái cảm thọ khác nhau, chứ chẳng qua là ở cảm thọ này đổi sang cảm thọ khác, đó là hạnh phúc. Nhưng mà rồi hoài một cảm thọ như vậy thì nó không có gì là hạnh phúc, mà nó thay đổi một trạng thái khác, cái cảm thọ khác thì chúng ta cảm thấy nó là hạnh phúc. Như vậy cái hạnh phúc của mình á, nó có được là do cảnh vật đó. Cái hạnh phúc mình có được là do cái cảm thọ đó mà thôi. Cảnh vật nó thay đổi hoặc là cái cảm thọ mình nó có thể thay đổi thì mình cảm thấy đó là hạnh phúc. Cho nên ở đây đó, vì sao mà được ví dụ rằng cái sắc khả ái ở đây đó là chỉ cho sáu nội xứ, tức là con mắt của mình. Mình thấy một điều đó là con mắt á, nó sanh khởi, tai nó sanh khởi, mũi nó sanh khởi, lưỡi nó sanh khởi, thân nó sanh khởi, nó tương ứng như những chúng sanh thỏa thích ở trong cõi dục, thỏa thích ở trong cõi dục. Vì vậy cho nên chính sáu cái nội xứ này, mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta, nó không phải là bất thiện, nhưng mà do rằng là do chúng ta tập nhiễm của tha mái, tập nhiễm của tha mái, tập nhiễm của phiền não, cho nên là mắt chúng ta thấy trong sáu nội xứ chúng ta tiếp xúc với sáu trần cảnh, nó trở thành một cái hệ lụy, đó là chúng ta bị dính mắt, tha mái nó sanh khởi, hay hoặc là khổ đau nó sanh khởi, sân hận nó sanh khởi, phiền não nó sanh khởi. Như vậy thì ở đây sáu nội xứ đó là cái sự hiển nhiên. Với một cái người tu á, thì mình nhìn cái vật gì, nghe nhìn cái cảnh vật gì, hay là mình nghe cái âm thanh gì, vân vân, thì tất cả những cái các căn mình tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, thì cần có cái chánh niệm, tức là thấy cũng chỉ biết thấy, chứ chúng ta cũng đừng được phân biệt nhân ngã bỉ thử ở trong đó, rồi đó là ưa thích hay là chán ghét trong đó, mà chúng ta sinh ra cái phản ứng ưa thích hay là chán ghét, khó chịu hay như thế này thế nọ, hay là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, thì rõ ràng là cái đó nó sinh ra cái phản ứng của phiền não sanh khởi. Vì vậy cho nên cái người tu
là mình tu ngay từ ở trong cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm mình, thân xúc chạm mình, chứ không phải là tu ở đâu xa. Tu ở đâu xa mà nói chúng sanh hiện hữu ở dưới dạng sáu nội xứ cũng đúng, sáu ngoại xứ cũng đúng, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, và chúng sanh hiện hữu ở dưới dạng 18 giới cũng là đúng, và chúng sanh hiện hữu ở dưới dạng ngũ uẩn cũng là đúng. Cho nên là mình tu tập á, là tu tập ở trong chính cái các cái giác quan mình, tu tập mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta, thân và tâm của ý của chúng ta đó, là như vậy. Cho nên ở cũng ở trong cái kinh Tương Ưng, Đức Phật có ví dụ là trôi dạt ở bờ bên này và trôi dạt ở bờ bên kia. Có một vị thiên hỏi Phật vậy đó, hỏi Đức Phật là vì sao ngài không bước tới, và ngài không bước tới, vì sao mà ngài ấy, thì ngài mới nói là đứng lại thì thường thường bị trôi dạt, còn bước bước tới thì bị trôi dạt, còn đứng lại thì bị nhận chìm. Thì ở đây đó, nếu mà mình đắm nhiễm ở trong dục, trong sắc tinh hương vị xúc, tức là bị dính mắc ở trong phiền não đó, trong mắt tai mũi lưỡi, như vậy đó là một trong những cái sự trôi dạt, trôi dạt. Và Đức Phật ngài nói không đứng lại và không bước tới, ta vượt lên khỏi sự ràng buộc của phiền não. Trong kinh Tương Đức Phật ngài dạy. Cho nên nói mà đứng lại tức là liên quan đến cái sự khổ hạnh, và đứng lại bước tới thì liên quan đến cái lợi dưỡng, lợi dưỡng. Cho nên đứng lại hay là bước tới, khổ hạnh hay là lợi dưỡng, đều là một trong sự dính mắc hết. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói là trôi dạt, hay là ở trong kinh Dụ Khúc Gỗ đó, thì Đức Phật có ví dụ rằng là một vị tỳ kheo á, mình tu tập á, nó giống như là một cái khúc gỗ, khúc gỗ. Mà nếu khúc gỗ này nó không bị những cái nguyên nhân á, thì nó sẽ trôi ra ngoài đại dương, trôi ra đại dương. Nếu mà nó từ ở trong dòng sông, mà nó từ trên, từ sông nhỏ đến sông lớn, từ trên thượng nguồn chảy ra hạ nguồn đó, thì nếu mà khúc gỗ này nó không bị những nguyên nhân, thứ nhất là nó không bị trôi dạt vô tấp bên bờ bên này, nó không tấp bờ bên kia, nó không mục, không bị người ta dớt, không bị ma quỷ phi nhân gì dớt, thì rõ ràng là cái khúc gỗ này nó sẽ trôi ra đại dương. Mà nếu tấp vô bờ bên này, tấp bờ bên kia, hoặc là bị người ta dớt đi, hoặc là bị ma quỷ quy nhân gì nó dớt đi, thì dứt khoát là cái khúc gỗ nó không thể nào trôi ra ở ngoài biển cả được. Thì Đức Phật ngài ví dụ như vậy. Như vậy thì ở đây đó, có thể nói trong cái ý nghĩa thứ hai mà Đức Phật ngài ví dụ rằng sắc khả ái, tức là chỉ cho sáu nội xứ. Mà mình tu tập á, là mình tu tập từ ở trong sáu nội xứ của mình luôn. Tức là tu tập con mắt, mắt thấy chỉ là thấy, tai nghe cũng chỉ là nghe, ngửi mũi ngửi cũng chỉ là ngửi. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có người nghe, chỉ có sự nếm chứ không có người nếm, chỉ có sự ngửi chứ không có người ngửi, và chỉ có sự xúc chạm chứ không có người xúc chạm, không chỉ có sự suy nghĩ chứ không có người suy nghĩ. Thì ở đây nói người ở đây chính là chỉ cho cái ngã chấp của chính mình. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi xúc chạm, tôi suy tư. Từ đó chúng ta mới sinh ra cái phản ứng nhân ngã bỉ thử thích thú hay là chán ghét, không hài lòng. Từ đó phiền não nó sanh khởi. Vì vậy cho nên là thấy ở trong cái chánh niệm, nghe ở trong chánh niệm, ngửi trong chánh niệm, suy tư ở trong chánh niệm, vân vân. Đó là điều mà chính cái người tu cần phải tu tập, phải tu tập. Tu tập trong Phật giáo là tu tập từ ở trong cái chính nội thân của mình,
nói đến là 6 nội xứ, hay là nói đến 12 xứ, hay hoặc là tu tập là quán chiếu đối với ngũ quận, quán chiếu với ngũ quận cũng là tu tập, cũng chỉ cho cái ngũ quận của mình thôi, tức là cả phần là vật chất lẫn tinh thần của mình. Bây giờ nói đến một cái ý nghĩa thứ ba mà ở đây muốn nói là Đức Phật Ngài dạy rằng đây là cái gì? Cái hồ ở dưới này các tỳ kheo đồng nghĩa với năm hạ phần kiết sử. Chúng ta nhớ là cái kiết sử nó chia ra làm hai phần. Một cái là năm hạ phần kiết sử là chỉ cho cái gì? Chỉ cho thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Năm thượng phần kiết sử, hai đó là năm thượng phần kiết sử, tức là chỉ cho cái ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Tức là chỉ cho năm cái thượng phần kiết sử. Bây giờ nói năm cái hạ phần kiết sử. Kiết sử là gì? Kiết sử là sự trói buộc. Kiết sử là trói buộc. Kiết sử ở đây đó là sự trói buộc, dính mắc ở trong đó. Và năm hạ phần kiết sử là chỉ cho cái bậc tam quả đoạn trần. Và hãy mà một vị thánh tam quả đó, mà các ngài thành tựu được cái tam quả đó, thì dĩ nhiên là các ngài đoạn được năm cái hạ phần kiết sử. Năm cái hạ phần kiết sử. Thì bây giờ nói đến cái thân kiến. Cái thân kiến ở đây đó là chỉ cho cái ngã chấp của chính mình. Ngã chấp của chính mình. Cho nên là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi động, tôi cái này cái nọ, vân vân. Khi mà mình nói rằng là chấp này là thân sắc này là tôi, hay là cái suy nghĩ này là của tôi, cái cảm thọ này của tôi, vân vân, thì đó chính là cái thân kiến, cái thân kiến. Và chính cái thân kiến này đó mà làm cho người ta phải dính mắc ngã chấp ở trong đó, dính mắc cái thân kiến, cái tôi ở trong cái nhìn nhận cái bản thân này. Giống như là quý vị thấy rằng là ngày xưa đó, chúng ta đi qua phà đó, đi về miền Tây đó, chúng ta qua phà, thì một người mà đi trên chiếc phà, đi trên chiếc xe của mình, rồi mình xuống cái phà thì mình phải bỏ phà, mình phải xuống đi bộ. Ngày xưa có một số xe lớn bắt buộc xuống đi bộ, thì khi đi xuống đi bộ để mình xuống phà, mình rồi khi mà qua phà mình mới lên xe đó. Thì có nhiều người hỏi rằng, nói rằng chiếc xe đó là của tôi, xe của tôi. Sự thật ra thì không phải là xe của tôi, phải là xe của tôi. Bởi vì sao? Tại vì mình đi trên chiếc xe đó, rồi mình nói là xe đó là xe của tôi, xe đó của tôi, xe đó của mình á, cho nên mình đi. Rồi mình chỉ chẳng qua là bỏ tiền ra để mình mua cái vé, để mình đi trên cái ghế đó, mình ngồi trên chiếc xe đó thôi. Không phải là xe của mình. Nhưng mà khi mà mình xuống phà đó, rồi mình bỏ phà đó để rồi mình lên chiếc phà đó, thì luôn luôn cái suy nghĩ của mình là xe đó là xe của tôi. Thì cái chuyện mà chấp đối với cái thân này đó, thân kiến này đó, liên quan đến cái thân kiến này đó, thì nhìn cả ngũ quẩn, nhìn cả ngũ quẩn, cái ngã chấp này nó nặng lắm, nó nặng lắm nha. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu một người mà chấp cái ngã chấp này đó, thì chính họ bị trói buộc là một. Cái thứ hai, chính chấp trong cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy tư, hay cái gì đó, cái tôi trong đó đó, thì chúng ta thấy rằng nó nhiều cái vấn đề lắm, nó nhiều cái vấn đề lắm, mà người ta sẽ khổ sở, khổ lụy vì chính ở cái chấp về thân kiến này. Cho nên cái thân kiến này đó, là ngay cả cái những vị phạm thiên ấy, chúng ta trừ ra những vị thánh là phạm thiên gọi là phàm mà chứng thiện ấy,
họ cũng có những ngã chấp tương tự. Họ nghĩ rằng có một cái gì đó nó trường cửu, nó hằng hữu, nó hiện hằng hữu và nó trường cửu, không bao giờ biến mất. Họ vẫn nghĩ vậy, bởi họ sống dài quá mà, sống lâu quá mà, cho nên là họ nghĩ vậy là phải. Nghĩ vậy. Cho nên cái ngã chấp này đó, nó dính đối với lại ở trong ngũ quận của chính người đó. Vì vậy cho nên nó là một cái sợi dây trói buộc, cái sự đó là sợi dây trói buộc, trói buộc. Cái điều nữa đó là cái nghi ở đây đó, nghi hoặc ở đây đó, tức là cái mà chúng ta hoang mang, phân vân, lưỡng lự những cái điều chính đáng mà chúng ta lại không muốn, không có tin, không có tin. Cái nghi ở đây là cái nghi trong cái việc đặc biệt, chứ không phải là cái nghi mà chúng ta nghi ở trong cái thông thường. Ví dụ như là chúng ta không biết rằng là Anna, chị Bích, chị Sài có đi đâu chưa, hay hoặc có làm việc đó chưa, hay có đến đây hay không, thì cái lòng chúng ta hoang mang về những điều đó, thì cái nghi đó là cái nghi bình thường, vân vân. Nhưng mà cái nghi ở đây muốn nói ở trong Phật pháp đó, tức là nó tạo nên cái sự nghi mà mình gọi là nghi đặc biệt. Đặc biệt là gì? Nghi về cái ân đức của Phật pháp tăng. Cái đó nó cũng là cái trở ngại. Mặc dù chúng ta nói là con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, xin quy pháp, xin quy tăng, miệng chúng ta nói như vậy, tâm của chúng ta đó có khi thì chúng ta cũng nghĩ tưởng là cố gắng miễn cưỡng để mà tin Phật, tin pháp, tin tăng. Nhưng mà có một lúc nào đó, có khi nào đó thì chúng ta bỗng nhiên là chúng ta hoang mang, chúng ta phân vân lưỡng lự về cái niềm tin đối với Tam Bảo, cũng là một trong những sự trở ngại. Ngay cả cái pháp mà chúng ta hành, chúng ta có được cái sự an lạc mà chúng ta vẫn có cái nghi ở trong đó. Chúng ta vẫn có cái nghi, không biết pháp này nó có đúng hay không, pháp này thật sự là có mang lại cái an lạc cho hay không. Như những cái người hành thiền, hay hoặc là những cái giới luật mà những vị đó đã phát nguyện thọ trì, rồi bây giờ tự nhiên nghĩ không biết là giới có giúp cho cái tâm mình được an tịnh hay không, giới thật sự là có thể tránh xa những ác nghiệp hay không. Chúng ta hoang mang, chúng ta lưỡng lự, chúng ta phân vân, và cuối cùng là chúng ta không có quyết đoán cho một cái điều gì mà thật sự nó là chân chánh, mà chúng ta lại không có quyết đoán. Cái nghi đó là cái trở ngại, cái nghi đã trở ngại. Cái nghi về ân đức Tam Bảo, cái nghi về luân hồi, không biết ở đời này chúng ta có mặt, không biết là đời sau chúng ta có mặt nữa hay không, hay là chết là hết. Rồi ở đời này chúng ta tạo nghiệp bất thiện, rồi không biết là ở trong kinh đó là có quả của nghiệp bất thiện đó, mà chúng ta lại phân vân, ngưỡng lự, chúng ta không có quyết tin cho những điều đó. Thì cái nghi này đó là nghi về luân hồi. Không biết trước đời trước ta là cái gì, ta là người hay là ta là thú vật, hay là ta là người rồi sanh lại làm người hay không. Rồi là sau khi kiếp người, rồi chúng ta chết, rồi chúng ta sanh lại làm người nữa hay không, hay là chết là hết, vân vân. Thì cái nghi đó nó trở thành một cái trong cái trở ngại cho cái đời sống luân hồi. Đó là nghi về cái giáo lý khởi, giáo lý khởi. Giờ mình nói nghi đến nghiệp báo nữa. Có nhiều người đó là chúng ta biết rằng là nhiều khi mình tu tập đó, mình tạo thiện nghiệp rất là nhiều, tạo phước báo rất là mình tạo, có tạo phước báo, nhưng mà mình cũng gặp những cái sự trắc trở, gặp những sự đau khổ. Thì những cái sự đau khổ đó, thứ nhất đó, là do mình bị bất cẩn trong cuộc sống, cảm thọ, tức là mình bị nạn do bất cẩn. Nhưng mà nó có thể là bị nạn là do nghiệp của quá khứ, nghiệp của quá khứ. Chúng ta biết tu tập ở trong đời sống này, nhưng biết đâu trong đời khác, đời quá khứ chúng ta không có tu tập,
chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện và chúng ta nhận cái quả khổ sầu thì chúng ta lại than gian, rồi chúng ta lại phân dân. Giống như trong truyện Kiều mà Nguyễn Du có nói là xin lỗi, ông Ôn Như Hầu cũng có nói cái câu rằng là lên đên trong kiếp phù trần, khéo tu thì nổi mà dụng tu thì chìm. Cái nổi và cái chìm, ông Như Hầu nói cái câu vậy. Ông nói cái câu là lên đên trong cõi phù trần, lên đên có nghĩa là không biết là bao nhiêu kiếp chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi này, thì ông mới nói rằng cái câu là lên đên trong cõi phù trần, khéo tu thì nổi mà dụng tu thì chìm. Tức nghĩa là chúng ta tạo cái thiện nghiệp là khéo tu, và là chúng ta cố gắng tạo những thiện nghiệp đó là khéo tu, mà chúng ta dụng tu là chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện. Như vậy thì nổi và chìm đó là cái hai cái hệ quả của điều quả của thiện và quả của bất thiện. Nhưng mà cái người mà có cái nghi về luân hồi, nó cũng là nghi về cái quả của ác nghiệp thiện nghiệp, cũng là cái sự trở ngại. Cho nên ở đây đó là đối với cái nghi, nó là một trong những cái sự trở ngại cho cái đời sống tu tập trói buộc trong đời sống của mình. Rồi là cái giới cấm thủ, tức là chỉ cho cái gì, tức là những cái phương pháp hành trì mà mình nghĩ rằng cái hành trì đó có khả dĩ giúp cho mình được giải thoát, được an lạc trong tương lai. Nhưng mà mình hành trì nó sai, hành trì sai. Bởi vì hành trì mà thiếu đi chánh kiến, ví dụ như chúng ta thấy ở trong kinh Trung Bộ có nhắc đến hai cái vị hành giả, ngu hành giả và cẩu hành giả. Một ông mà tu hạnh con bò và một ông tu theo hạnh con chó. Khi mà hỏi Đức Phật thì hỏi tới ba lần thì Đức Phật dẫn đến tinh. Hỏi tới lần thứ tư thì Đức Phật ngài mới nói là có cái sở hành như thế nào đó, thì sẽ có kết quả như thế ấy. Thì mấy ông nghe, hai ông nghe rất là phàn, rất là ngỡ ngàng, cũng không biết là sao mình nghĩ rằng mình được thành tựu cái gì đó chứ, trong mấy chục năm tu mà tại sao mà giờ Phật nói vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng ngay cả cái việc hành trì mà nó sai lệch, thiếu đi chánh kiến, thiếu đi chánh tư duy. Và khi mà mình thiếu đi chánh kiến, thiếu chánh tư duy là thiếu yếu tố của trí tuệ, thì chưa chắc là định hướng đã đúng. Và vì vậy cho nên là cái phương pháp hành trì đó là sai lệch. Nhiều khi người ta nghĩ rằng chính cái phương pháp đó giúp cho người ta. Bởi vì cho nên là chúng ta thấy là nhiều khi đó, là thường thường mình chú trọng tới cái gì? Chú trọng đến những cái gì mới lạ, chú trọng đến những cái gì nó hơi lạ lừa thường một chút, hay hoặc là chú trọng đến cái hình thức, cái hình thức thấy lạ lắm, nhưng mà rõ ràng là chính cái nội dung ở bên trong không phải là một cái phương pháp tu để mà mang đến sự giải thoát. Cho nên là người ta hay ra nhiều cái thứ hình thức tu tập lắm. Mình thấy nó hay bởi nó lạ mà, nó lạ quá, cho nên là đi cứ làm theo thôi. Thấy người ta nhiều người làm quá, mình cũng làm theo thử coi làm sao. Nhưng mà cũng không ít người lại đi theo cái con đường đó, con đường tà vại mà người ta dẫn theo. Và vì vậy cho nên là đó là một trong những sự trở ngại cho chính mình, cho nên cái giới cấm thủ là một phương pháp hành trì, một phương pháp tu tập mà nó thiếu đi cái chánh kiến và chánh tư duy, mà nó khiến cho người ta nghĩ rằng chính cái pháp môn này giúp cho người ta được an lạc vậy thôi, nhưng kỳ thật không phải. Giống như chúng ta thấy rằng là ông chăm bú cá, đó là nhịn đói nhịn khát rồi đứng có một chân thôi, cạo đầu nó thì cũng bằng cái lá thuốc nốt, chảy máu lung tung beng, tức là
hành hạ cái xác thân vậy, mà ông ta cứ nghĩ rằng là chính cái pháp môn tu đó giúp cho ông ta được giải thoát. Và ông ta đặt, nếu mà đứng một chân thôi, nếu mà đặt xuống hai chân trên quả địa cầu này thì nó sẽ bị lung lay. Ông ta cứ nghĩ như vậy mà ông ta cũng hành trì. Cho nên là nếu mà cả hai, nếu mà có cái phinh nướng của lợi dưỡng nó cũng là sai, và phinh nướng của hạnh nó cũng là sai, cũng không đúng. Bởi vì tu gì tu cũng phải có chánh kiến. Hay nói là Đức Phật này nói rằng hạ thiên về bên lợi dưỡng hay là thiên về bên khổ hạnh cũng đều là sai. Chỉ có đi cái con đường trung đạo, tức là Majjhima Patipada, tức là con đường trung đạo. Mà Đức Phật ngài nói rồi, nếu mà đệ nhất về lợi dưỡng thì Như Lai cũng là người đệ nhất về lợi dưỡng, khi mà ngài còn là một vị thái tử ở hoàng cung. Ngài hưởng biết bao nhiêu cái dục lạc, cái thú lạc ở trên cuộc đời này rồi. Và nếu mà ngài nói rằng đệ nhất về khổ hạnh thì Như Lai cũng đã trải qua rồi. Điển hình là chúng ta thấy rằng ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh chứ không phải ít đâu. Đó là một phương pháp tu hành trì của truyền thống của người Ấn Độ xưa kia. Đức Phật ngài đã trải qua rồi. Khi mà ngài đã giác ngộ với cội cây Bồ đề thì ngài khuyên đệ tử của ngài nên tránh hai cái cực đoan đó đi. Kamasukhalikanu yoga, attakilamathanu yoga, tức là hai cái cực đoan. Cực đoan thứ nhất đó là lợi dưỡng, Kamasukhalikanu yoga. Và cái cực đoan thứ hai nữa là attakilamathanu yoga, tức là khổ hạnh. Cả hai cái này Đức Phật ngài khuyên đệ tử ngài nên từ bỏ hai cái cực đoan đó. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là từ cái việc mà một người mà bị ba cái kiết sử đầu tiên mà trói buộc. Bởi vậy cho nên là bậc thánh tu đầu quần á, khi mà tâm thánh đạo, tức là tâm sơ đạo sanh khởi lên, từ ở bắt đầu là chúng ta thấy cái sát na chứng đạo quả đó, thì khai môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập và đạo quả. Thì cái giai đoạn mà khai môn, tức là khai mở lộ ý, chuẩn bị cận hành thuận tứ, nó nếu mà nói là ở cõi người, cõi nhân loại, ở cõi dục giới của chúng ta, có thể là từ ở những cái tâm đại thiện tương ưng trí làm cái việc là chuẩn bị cận hành thuận tứ đó. Nhưng mà chuyển tộc, đến cái giai đoạn chuyển tộc thì từ ở cái giai đoạn chuyển tộc đó, chuyển từ ở cái người phàm phu sang trở thành một bậc thánh, tức là chuyển tộc đạo, tức là tâm đạo sanh trở lên. Nếu là chứng sơ đạo thì tùy vào, có những vị đó là trí nhanh, có những vị trí chậm thì nó có cái sát na chuẩn bị. Còn cái người mà trí nhanh, những vị mà trí nhanh thì không có cái sát na chuẩn bị. Thì từ đó đó chúng ta thấy rằng là chứng đạo, tức là nếu mà chứng bậc sơ quả tu đầu quần thì có sát na của một tâm đạo sơ đạo trên cả lên. Tâm sơ đạo sanh khởi lên thì tâm sơ đạo đó nó làm nhiệm vụ là sát trừ phiền não, tức là cắt được ba cái kiết sử đầu tiên, đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Và chúng ta thấy cái bậc nhị quả thì là muội lược của hai cái kiết sử kế tiếp là dục ái và sân. Bây giờ chúng ta nói đến cái bậc tam quả là bậc mà có thể đoạn trừ được hai cái kiết sử sau cùng trong năm cái hạ phần kiết sử, trong năm cái hạ phần kiết sử đó là đoạn được dục ái và sân. Nếu mà sát na của tam đạo sanh khởi, tức là khai môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ, vân vân, rồi không phải là chuyển tộc mà là một cái sát na tiến hành để trở thành vũ tịnh, tức là cái tâm nó rũ bớt những cái phiền não còn lại đó. Vũ tịnh tức là những cái sát na, cái tâm mà sát na đó nó làm cho cái phiền não rũ bớt. Như sơ đạo, sơ quả đó thì đoạn trừ được ba kiết sử, cho nên là hả tam quả thì đoạn trừ được tiếp tục hai cái kiết sử nữa là dục ái và sân, thì nó là giai đoạn của vũ tịnh.
tức là rũ bỏ bớt những cái phiền não còn lại đối với bậc tam hòa. Cho nên dục ái ở đây tức là không có dính mắc ở trong cái ái dục. Ái dục. Cho nên bậc tam quả đó thường thường sau khi mà các ngài từ bỏ ở cõi người đó, thì thường thường đó là các ngài chưa có chứng quả vị A La Hán thì các ngài sẽ sanh về cõi Tịnh Cư Thiên. Tịnh Cư Thiên tức là cái cõi này đó là nó có năm cõi. Năm cõi là cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Và tùy theo các căn các của vị đó mạnh ở quyền nào, căn nào thì vị đó sẽ tái sanh về cõi đó. Ví dụ như là vị có tính căn mạnh thì sanh về cõi vô phiền, vị có tấn căn mạnh thì sanh về cõi vô nhiệt. Tương tự như vậy, vị có tuệ căn mạnh thì sanh về cõi sắc cứu căn. Thì cái cõi đó, đó là cái cõi gọi là với khi chứng tam quả là các vị đó diệt được dục và sân được hoàn toàn chấm dứt. Cho nên là khi mà diệt được dục cho nên là các ngài không tái sanh lại cõi dục. Vì vậy dựa vào ý nghĩa đó mà các vị tiền bối, các vị tiền bối, các vị A-sa-lê mới nói rằng là bất lai là không trở lại cõi dục là vậy. Bất lai là không trở lại. Mà không trở lại ở đây là không trở lại cõi dục. Để từ đó các ngài tu tập tiếp bổ túc pháp độ ba la mật tiếp, và đến khi nào đoạn trừ được năm thượng phần ký sử thì các ngài hoàn toàn giải thoát và niết bàn luôn, chứng quả vị A La Hán luôn. Như vậy thì năm cái hạ phần ký sử đó, thì ở đây đó chúng ta biết rằng đó là năm cái sợi dây trói buộc ràng rịt chúng sanh, mà ở đây là trói buộc bậc thấp đó, tức là bậc tam quả đã đoạn trừ được rồi, và đối với cái bậc này là hoàn toàn giải thoát. Như vậy thì ở đây đó chúng tôi mặc dù là cái bài học nó chưa có hết với cái thời gian chưa có hết cái bài học, nhưng chúng tôi nói rằng cái đời sống luân hồi sanh tử đó thì quả thật là chúng ta là những người đi tu tập, mà những người tu tập là những người đi lội ngược với lại cái dòng nước, bơi ngược dòng nước. Mà cái dòng nước ở đây đó thì chúng ta thấy là cái dòng sông, tức là chỉ cho cái ái, và khả ái ở đây là chỉ cho sáu nội xứ của chúng ta, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta tiếp xúc với các trần tầng mà ái sanh khởi lên từ đó. Rồi cái hồ ở dưới nước, tức là chỉ ám chỉ cho cái gì, năm cái hạ phần kiết sử, mà ở đó bậc tam quả đã hoàn toàn kiết đoạn tận được năm cái hạ phần kiết sử đó. Là như vậy. Như vậy là năm cái sợi dây Nam Mô Bích Hà. Dạ, dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn bạn đọc. Có lẽ sắp hết giờ, sắp chưa rời rung phải không quý vị? Dạ, phải không ạ? Dạ, dạ, Nam Mô Bích Hà. Dạ, dạ, xà thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tân đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng để sư qua rung bên kia.
Bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa de gota sapa buddha nupa veda sada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa de gota sapa dhamma nupa veda sada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa de gota sapa sangha nupa veda sada sati bhavantu te. Tất cả hương quá văn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, Akasatha chapumatha deva.